Nếu bạn muốn có một nền tảng vững chắc về kế toán, thì chắc chắn bạn cần phải nắm rõ về nguyên lý kế toán là cơ sở để tiếp thu những kiến thức chuyên môn cao hơn, xử lý các vấn đề liên quan đến kế toán doanh nghiệp một cách dễ dàng. Đến với khóa học này sẽ giúp các bạn nắm rõ được các kiến thức nguyên lý kế toán và cách định khoản, vận dụng tốt vào thực hành làm kế toán cho doanh nghiệp. Trải nghiệm nhiều các bài tập để nhớ về hệ thống tài khoản và hiểu bản chất của kế toán. Hãy cùng Kế toán Việt Hương tìm hiểu về chi tiết nội dung của khóa học Nguyên lý kế toán trong doanh nghiệp. Các nội dung trong phần nguyên lý của giáo trình Kế toán Việt Hương sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cả hai thông tư là thông tư 133 và thông tư 200. Thông tư 133 sẽ thường áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, còn thông tư 200 sẽ áp dụng cho các doanh nghiệp lớn. Điểm khác biệt của hai thông tư này chủ yếu là ở phần giá thành. Đối với các doanh nghiệp lớn thì phải sử dụng thông tư 200, do thông tư 200 có chi tiết các tài khoản hơn thông tư 133. Trong nội dung của khóa học nguyên lý kế toán sẽ hướng dẫn cho các bạn hiểu về tính chất, kết cấu và ý nghĩa của các tài khoản. Trong đó sẽ hướng dẫn chi tiết các chi phí liên quan đến mua hàng hóa, nguyên vật liệu, phân bổ, chi phí mua nguyên vật liệu, hạch toán nội dung liên quan đến công cụ, tài sản cố định, chi phí về tiền lương và các chi phí khác, hạch toán đối với hóa đơn bán ra và các khoản liên quan đến làm giảm doanh thu của bán hàng, hạch toán cách tính giá thành trong doanh nghiệp, trong đó chi tiết tính giá thành đối với mảng công trình và tính giá thành đối với công ty sản xuất. Trong mỗi phần sẽ có các bài tập ví dụ cụ thể để cho các bạn dễ hình dung. Sau khi đi vào hạch toán từng tài khoản thì các bạn sẽ được làm một bài tập tổng hợp, xác định được kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp. Công việc của một kế toán sau khi thực hiện, thu thập, xử lý và hạch toán toàn bộ các hóa đơn chứng từ phát sinh trong kỳ, hiểu rõ đối với từng hóa đơn, từng chi phí và từng doanh thu để đưa vào từng tài khoản cho phù hợp, và cuối cùng là lên được một báo cáo tài chính và xác định kết quả kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp là lãi hay lỗ. Đối với trường hợp lãi thì chúng ta cần phải làm thêm bút toán gì để kết chuyển lên báo cáo tài chính, còn đối với trường hợp lỗ thì chúng ta sẽ cần phải làm các bút toán gì là các nội dung chính khi các bạn tham gia vào khóa học Nguyên lý kế toán của Trung tâm Kế toán Việt Hưng. Trong khóa học này các bạn sẽ được lựa chọn các hình thức học bao gồm khóa tự học, lớp tập trung, lớp online, một giáo viên kèm một học viên và đặc biệt là tất cả các chứng từ các bạn sẽ được học trên giáo trình online trong web ketoanviethung.com. Các bạn sẽ nhấn xem giáo trình online. Và đây là trang web ketoanviethung.com, khóa học nguyên lý kế toán doanh nghiệp, trong đó sẽ được chia làm các phần. Và mỗi một phần sẽ là các nội dung hướng dẫn cụ thể. Để xem được nội dung, các bạn sẽ nhấn vào từng phần và nhấn vào xem nội dung. Trong mỗi phần sẽ có chi tiết các nội dung và mỗi một nội dung sẽ có các video hướng dẫn chi tiết cho các bạn từng nghiệp vụ và cách hạch toán các nội dung liên quan đến nguyên lý, kết cấu, tính chất của các tài khoản. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ lúc này. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học nguyên lý kế toán bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988 680 223 để được tư vấn và hỗ trợ.